Ngày 6 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng vừa tiếp nhận hồ sơ, ra lệnh truy nã và bắt giữ đối với Bùi Văn Lĩnh, sinh năm 1971, trú huyện Thủy Nguyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ 14 năm trước. Lĩnh được xác định là đối tượng trốn truy nã 14 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, năm 2017, cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng trong đường dây ma túy do Phạm Thị Dung, trú tại quận Ngô Quyền cầm đầu. Biết đồng bọn bị bắt, Lĩnh bỏ trốn nên đã bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Năm 2012, Lĩnh được vợ viết đơn xin đầu thú và xin đi chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tuy nhiên, năm 2014, Bùi Văn Lĩnh bỏ trốn khỏi bệnh viện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Bùi Văn Lĩnh vẫn còn sống nhưng đã chuyển giới thành phụ nữ với tên Bùi Phương Linh, sinh năm 1981. Ngày 31 tháng 3, Bùi Phương Linh bị cơ quan chức năng bắt giữ, đưa về trại giam công an thành phố Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.